mà có cái nhà ngoài trời là nó thích lắm. Lâu rồi mình chưa có làm nên giờ bữa nay mình làm nó thử. Có ông Beo đi phụ làm nhà đây. Beo đi phụ đi chặt lá hả Beo? Vô. Ủa nó ra nào trời, chờ xa chờ xíu. Trời ơi sao trời, sao trời, sao trời nhanh dữ ha. Đây đây là ngôi nhà mình mới làm xong cho mấy con mèo của mình. Đẹp không mấy đứa? Từ từ tham quan nha. Ngôi nhà làm ngoài vườn luôn, rất là mát mẻ. Vô hết luôn. Đẹp không, đẹp không, đẹp không, nhà đẹp không? Ngôi nhà có nóc nữa nè, có vách nữa nè, có cửa. Còn mấy con ngoài kìa, mấy vô đây. Má không, má không. Nào lắm làm cái sân trước luôn. Nhà thiết kế theo kiểu túp lều, túp lều ngang sao. Tham quan với vòng vòng nữa ha, người ta cái cửa không đi, đi từ ngoài chung vô. Rồi đứa nào ở trong nhà ở, đứa nào ở ngoài chơi ở. Này để bộ giường, bộ giạc nữa, ghế sofa cho ngồi. À đó, mốt mình làm rộng chút nữa để hai ba cái ghế luôn. Ờ, à, để bộ cái bởi cái bàn, cái bàn với mấy cái ghế luôn. À, làm xong rồi để đóng luôn ha. Lỗi gì? Đẹp không, đẹp không, nhà mới đẹp không? Đẹp. Vô ngồi thôi, con này biết con kia đó trời. Nhưng mà mình để cho nó nguyên bộ ghế luôn. Mốt làm lớn nha tụi bay ngồi nha. Đẹp không? Trời ơi, nhà không ở đây. Nhẹ. Hãy subscribe.
Mày là chủ nhà hả? Sao mày đem ghế ngồi hả? Nha, phải chủ nhà không? Bữa nào làm tiệc cắm trại ha, ngồi đây nướng gì ha, cái đầu có nhà cho tụi nó ngồi chơi ha, ăn xong mới vô ngồi uống nước này ha, chơi ha. Trời ơi. Mẹ mày tính chụp tao mày. Rồi cái gì vậy? Rồi có kéo cái bạn ra ăn ăn thịt cùng gì không? Không hả? Thôi đi về nhà.